Đấy, như các bác thấy đấy, bây giờ lại mưa rồi. Bà con lại vừa mới phơi xong còn chưa kịp. Tuy là chồng em không về nhưng mà em cảm thấy là có một căn nhà như thế, con em khỏe mạnh như thế, con em... Xin kính chào quý vị khán giả cùng toàn thể quý cô bác anh chị. Tiếp tục quay trở lại với kênh Hoa của Núi. Hôm nay thì Tuyên đang trên con đường đi khảo sát và đi cập nhật cho các bác xem về cái nền nhà của em Thím đã xong rồi. Tuy nhiên thì rất là sốt ruột, xe cũng đang sẵn sàng rồi. Tuy nhiên là tối hôm qua trời lại mưa các bác ở đây này. Đường vẫn còn đang rất là ướt như thế này thì đây là một trong những đoạn mà bằng thôi. Còn những cái đoạn dốc thì rất khó xe có thể di chuyển được các bác ạ. Như chỗ nhà em Xá cũng vậy thôi. Thời gian này Tuyên cũng đang tức tốc tìm dê cho em Xá. Tuy nhiên thì khả năng cao là sẽ không tìm được các bác ạ. Khả năng cao thì sẽ xin ý kiến khán giả và tất cả cô bác anh chị là sẽ chuyển về nuôi bò thôi. Dê rất là khó tìm. Thật sự là tìm được nhưng mà nó rất là đắt. Đắt quá, nó không phù hợp với cái khả năng kinh tế của gia đình. Và hiện tại chỗ nhà kinh phí nhà em Xá Cụt thì chỉ còn có 15 triệu hơn một chút xíu thôi. Để mà mua dê thì sẽ mua được rất là ít. Những cái con dê nó rất là nhỏ. Tìm được đàn phù hợp thì giá nó rất cao. Và thậm chí là họ nuôi cho cám nhiều quá nên là về em Xá không có khả năng và cũng không có tài chính để mà nuôi theo cái mô típ của họ. Nên là Tuyên đang nghiên cứu là sẽ quay về mua bò. Thì cũng một số khán giả và cô bác anh chị cũng góp ý là nên mua bò. Bởi vì là bò nó sẽ cung cấp cho mình cái lượng phân hữu cơ để mà mình có thể bón cây trồng. Thì đó cũng khá là phù hợp. Tuy nhiên thì để mà kinh tế tốt nhất thì vẫn là dê. Nhưng mà nó là nằm trong khả năng thôi. Còn nếu như khả năng mình không có tìm được dê thì sẽ chuyển về nuôi bò. Đấy là trong một cái phương án cuối cùng nhất. Thì nó sẽ khả thi hơn. Bò thì khối lượng ăn nó sẽ nhiều hơn và em Xá cũng sẽ vất vả hơn. Tuy nhiên thì thời điểm hiện tại thì cũng có vợ của em về để hỗ trợ rồi thì có lẽ là sẽ tốt hơn và cũng có lẽ là sẽ lợi thế hơn rất là nhiều. Tuyên cũng rất là cảm ơn quý khán giả và tất cả các bác anh chị đã luôn góp ý cho Tuyên để kênh hoàn thiện hơn. Tuy nhiên như thế này các bác ạ, một số các bác anh chị thì bình luận và góp ý. Góp ý khá là nhiều lần. Tuyên thì tất cả các bình luận của các bác Tuyên đọc. Tuy nhiên thì không phải là các bác bình luận một cái là Tuyên đọc luôn. Có thể là các bác bình luận sau đấy khoảng 2-3 ngày sau Tuyên mới kịp đọc. Bởi vì thời gian của Tuyên thì không có cập nhật liên tục được. Nên là khi mà ghi hình ở trong bản thì sẽ quay về. Quay về nếu như kịp thời gian thì Tuyên sẽ rà soát lại tất cả các bình luận của các bác sau khi đi lên quay một lần nữa. Đó, như vậy thì cập nhật nó cũng sẽ chậm hơn. Và Tuyên cũng đã nói rất rõ rồi. Những cái bình luận của các bác là Tuyên sàng lọc. Chứ không phải là Tuyên phải làm theo tất cả các bình luận đó thì nó rất là khó. Bản thân kênh hay là bản thân các kênh khác anh em đang làm thì cũng không thể nào mà theo tất cả mọi người được. Nó rất khó các bác ạ. Để làm hài lòng với tất cả mọi người thì bản thân kênh cũng phải đông người. Để mỗi người làm một việc thì may ra mới làm được. Chứ còn rất khó các bác ạ, để làm hài lòng với cả xã hội thì nó còn rất là nhiều yếu tố nữa. Bản thân kênh cũng đang cố gắng từng ngày với tầm khả năng thôi. Còn các bác bình luận thì bản thân kênh cũng sẽ sàng lọc và làm sao để cho nó phù hợp với cái môi trường sống và cái môi trường xung quanh ở tại địa phương. Chứ không phải là áp dụng ở cái chỗ các bác lên sử dụng ở trên này thì nó rất khó bởi vì cuộc sống nó khác nhau các bác ạ, phong tục khác nhau và môi trường khác nhau, khí hậu khác nhau, rất nhiều yếu tố khác nữa. Tuyên cũng cảm ơn tất cả các bác, hy vọng là các bác vẫn sẽ góp ý tiếp cho Tuyên. Tuyên vẫn sẽ đọc và vẫn sẽ sàng lọc. Tuy nhiên thì cái ý kiến nào nó phù hợp với cái môi trường ở trên này thì Tuyên sẽ áp dụng. Còn bây giờ thì lên đường đã các bác ạ. Trơn quá các bác ạ.
Tuyên đang có mặt tại nền nhà em thím đây rồi các bác ạ. Thì hôm nọ Tuyên cũng có dặn em là nhờ bà con đào làm sao để cho nó rộng. Thì như các bác cũng đã thấy đấy. Hiện tại bây giờ thì đằng sau cũng được khoét ra một chút ít, nhưng mà với cái lượng này thì chưa đủ. Cái này khả năng cao là vẫn sẽ phải đào thêm nữa, hạ từ trên kia xuống. Chiều rộng từ đây vào đến trong này ít nhất là phải tầm khoảng 1 mét, và tối thiểu là phải 50 phân. Thì cái lối ra vào ở đằng sau mới thoải mái được. Để như thế nó rất là hẹp. Đấy các bác, mưa thì cái nước nó đọng lại ở cái khung nền rất là nhiều, và ở khu vực này thì đỡ hơn một chút xíu, nhưng mà ở bên trong thì gần như là nước nó đọng lại. Hiện tại bây giờ trời nắng thì nó đã khô gần hết rồi, tuy nhiên thì vẫn có những thành vũng như thế này, đường rất là trơn. Nhà em thím thì tạm thời là khả năng cao sẽ phải chờ vật liệu rất là lâu. Đang làm gì đấy? Đấy, em thím thì cũng đang ở nhà và dặn dò em một chút thôi để động viên em một tí cho em yên tâm. Và Tuyên cũng thông tin đến các nhà hảo tâm và Mạnh Thường Quân, chỗ cô Thanh hỗ trợ cho nhà em thím, thì hiện tại bây giờ vật liệu chưa lên được nên là khả năng cao là Tuyên sẽ dừng lại và chờ khi nào vật liệu lên đến nơi thì Tuyên sẽ tiếp tục hỗ trợ cho em và tiếp tục xây dựng, làm những cái việc cần làm. Còn tạm thời bây giờ thì thợ vẫn đang chờ, bởi vì thợ hiện tại bây giờ vẫn đang tăng tốc nhà em xính què các bác ạ. Có lẽ là sẽ phải dừng ở bên này một thời gian khá là dài. Đang làm gì ở nhà đấy? Em đang làm mấy cái sợi lanh anh ạ. Lanh làm cái gì? Đang quấn thành kiểu gì đó, quấn vào xong là mai mang nó đi giặt. À, quấn vào thành cuộn xong mai mang đi giặt. Vâng. Ở cái đằng sau kia khả năng phải khoét ra nữa đi. Vâng ạ. Để tới này mình xây lên rồi, ví dụ mà mình xây móng hoặc là xây gạch rồi rất là khó vào đến đào, nó hẹp ấy. Trong này nó hẹp quá. Đào em cứ cho bà con đào xong hất đất vào cái góc bên này thì anh thấy hợp lý hơn. Vì bây giờ tranh thủ thôi. Thời tiết cũng đang mưa nhiều thì đất nó cũng mềm, dễ đào là một. Thứ hai nữa là bây giờ vật liệu nhá, thì đường trơn như thế này đấy. Nhưng hôm nọ em nhờ được bà con đi sửa đường nhưng mà nó lại hỏng hết rồi. Lấy anh về là hỏng hết rồi, vừa đi vừa bò thôi. Đường rất là trơn. Tối qua đây mưa to. Có anh ạ, hôm qua mưa cả đêm ấy, Mưa cả đêm xong luôn. gần gần sáng mới tạnh. Ở đây thì xa hơn là Yên Minh nhưng mà nó cũng cùng một vùng trời thôi. Yên Minh mưa như nào thì đây cũng mưa như thế. Mỗi lần anh về đến nhà thì tầm khoảng 4-5 giờ chiều là mưa. Đấy, còn ngoài ra thì có những lúc mà trời mưa thì giờ trưa vẫn mưa. Nên là không tránh được. Mùa này là mùa mưa nên là khả năng nó dần dập mưa vào mấy tuần này. Như các bác có lẽ là xem thông tin ở trên mạng nhiều thì hiện tại bây giờ Trung Quốc ấy, ở khu vực Bắc Kinh đang mưa lũ rất là nhiều, thậm chí là nó ngập hết cả cái thành phố Bắc Kinh luôn, rất là kinh khủng các bác ạ. Tuyên thì vẫn đi bản nhưng mà vẫn cập nhật được một số thông tin liên quan đến thời tiết, bởi vì là cái nghề của anh em đi giúp các em thành ra là phải phải cập nhật thời tiết liên tục, nên là thi thoảng cập nhật được những cái thông tin nó rất là Tuy nhiên thì như thế này, cái nhà của em thì hiện tại bây giờ nhá, thợ cũng đang chờ nhá, xe cũng đang chờ nhá, mọi người cũng đang chờ, đang cố gắng để chờ thời tiết thôi. Không được thì tạm thời anh em mình cứ dừng thôi, nhưng mà trong cái quá trình dừng thì anh vẫn lên ghi hình và chia sẻ cho các bác xem một chút về cái tiến độ cũng như là về cuộc sống của bốn mẹ con có ổn không, dạo này thế nào? Vẫn ổn à, có vấn đề gì không? Từ lúc mình đào móng nhà như thế này thì bố mẹ chồng có về hỏi han gì không? Không à? Đấy, như các bác cũng đã thấy sự vô tâm của bố mẹ. Đến thời điểm hiện tại thì đào móng rồi nhưng mà cũng chả ai đến ngó. Bà con ở đây người ta có góp ý về cái nền móng của mình nữa không?
Như thế này là bà con thấy ở đây em thấy bà con đánh giá như thế nào? Bà con cũng không nói gì, người ta cũng không đánh giá nhiều. Cái cơ bản là ở đây thì bà con cũng đa số là người dân tộc ấy. Thì thứ nhất là không phải việc của họ, thứ hai nữa là cái kinh nghiệm xây dựng của họ cũng không có nhiều. Về bản thân kênh của anh chia sẻ thì anh cũng có một chút, nhưng mà về góc độ anh em mình làm ấy, từ đầu đến cuối là cái nền nhà của em là nó rơi vào cái thế đất nó rất là cứng, cộng với cái nền nhà này nó là đất thịt nên là không có lo gì nhiều. Dù có đào nông hơn như thế này vẫn đảm bảo, bởi vì nó đã chạm đến cái đất cứng rồi thì khó có thể bị lún tường hoặc là bị vỡ tường, nên là không có gì phải lo cả. Còn về cơ bản là nền nhà nó cũng thế thôi, nhà mình thì không có xây đổ mái hay là không có xây đổ tầng nên là cũng không phải lo về cái chất lượng lắm. Đây các bác này, sợi lanh này là sau khi mình thu hoạch, sau đó là mình sẽ cuộn tay thành một cục to như thế này đấy, để ngâm vào nước một thời gian. Sau khi ngâm nước một thời gian thì sẽ cho vào máy cuốn, cuốn các sợi này vào với nhau. Sau khi cuốn vào rồi thì mình sẽ tiếp tục công đoạn tiếp theo là đi rửa và giặt. Rất là nhiều công đoạn để làm thành một cái tấm vải, mất rất là nhiều công, cộng với lại cái sự kỳ công của mọi người nữa, kỹ thuật nữa các bác ạ. Tranh thủ mùa này thì bà con cũng không có làm gì nên là tập trung vào để mấy chị em phụ nữ thôi, còn đàn ông thì có lẽ là không biết làm các bác ạ. Mấy chị em phụ nữ thì làm quen rồi, với lại người dân tộc ở nông thôn ấy thì cũng bà con thì cũng không có gì để làm, không có nguồn thu nào cả nên là người ta sẽ tìm cách để tự phục vụ chính bản thân họ, làm những cái sản phẩm, làm ra những cái sản phẩm để phục vụ chính gia đình của họ. Các bác ạ, ban ngày thì ở đây khá là đông vui, bởi vì nhà em thím thì sân khá là rộng, bà con đến để phơi nhờ những cái lương thực như thế này, đặc biệt là phơi ngô, phơi thóc, rồi là phơi rất là nhiều thứ. Bà con có thể đến đây phơi nhờ. Ban ngày thì rất là nhộn nhịp, nhưng mà tối về thì tầm khoảng 4 giờ, hơn 4 giờ chiều là bắt đầu bà con sẽ di chuyển quay về ở nhà nào và nhà đấy, nên là ở đây nó khá là vắng vào buổi tối. Anh muốn dặn em một số việc như sau. Thứ nhất là không cho trẻ con xuống chơi ở đây. Thứ hai nữa là khi nào mà trời nắng trở lại, tức nghĩa là nắng khoảng ít nhất là 2 ngày trở lên, thì lại thu xếp bà con nhờ thêm một vài người nữa cùng với em lên để sửa lại con đường, từ đoạn từ ở cái chỗ sạt hôm nọ ấy, chỗ sạt hôm nọ đi lên tít trên kia, lên đến đỉnh dốc luôn. Chỉ mỗi cái đoạn này là khó thôi, ngoài ra thì mấy cái đoạn ở trên kia thì nó bằng, có thể là những cái vũng nước em đi em khơi thông các cái vũng nước cho nó khô là được. Đấy, còn lại thì chở đến có vật liệu là đá hộc đến đầu tiên, thì nếu mà chỗ nào mà lún quá thì mình có thể ném xuống một vài viên để lấp vào đấy đi cho nó an toàn. Cộng với lại chuẩn bị một số thứ như nhà em xính què ấy, thì khi mà tiến hành làm thì nó cũng khá là vất vả, phát sinh rất là nhiều thứ, cộng với lại những cái sự khó khăn khi mà mình tiến hành làm thì rất là nhiều việc. Nên là để anh em mình chuẩn bị trước. Thứ nhất là xem là có ván, chuẩn bị cho anh ít ván. Ít ván trước để tới này mình đổ cái dầm này này. Đổ cái dầm này là mình cần rất là nhiều ván này. Ít nhất là khoảng 1 nếu mà một tấm khoảng 2 mét thì dài khoảng 2 mét thì mình chuẩn bị khoảng độ tầm khoảng 30 tấm đấy. Cũng nhiều phết đấy, không ít đâu. Cơ bản là cái ván của mình nó to hay nhỏ thôi. Bây giờ cái gì cũng đổ tiền ra mua thì cũng hơi khó, vì là như nhà em xính què thì đợt vừa rồi anh mua mất mười mấy tấm đấy. Khá là 10 tấm thì phải, 10 tấm thì mua một tấm gì đấy, khá là tính đủ luôn cả cái dầm nhà ấy.
xong mình cắt ra. Cắt ra nhưng phí lắm, phí tiền lắm. Có thể là không có thì vẫn phải mua thôi, nhưng mà anh đấy ở đây tận dụng những cái ván cũ ấy. Cần thiết thì tháo nhé, tháo vách ra để mình đổ xong. Đổ xong đã, tạm thời là ở thoáng thoáng một tí cũng được. Nhưng mà có sợ không? Sợ tối ngại lắm. Nhưng mà anh thấy như thế này với lại để thông thoáng là khác gì nhau mấy đâu. Nó cũng như nhau mà. Như nhau mà. Ví dụ tháo ra thì tối mua bốn mẹ con em thì cũng hơi sợ anh ạ. Hơi sợ thì xem nhờ thêm mấy bà nữa về ngủ cùng. Người ta không có nhà, người ta không trả dám lên đây ngủ. Nó trêu thế thôi. Thực ra thì ở đây thì nhà nào nó cũng có việc của nhà đấy thôi. Cơ bản là đủ an toàn là mình làm thôi. Thực ra anh thấy là những cái ván này bè như thế này ấy, thì chỉ đóng với cái đinh thôi thì anh nghĩ là cũng không khác nhau là mấy, chẳng qua là nó có cái tường bao xung quanh thì mình cảm thấy nó an toàn hơn thế thôi. Còn thực chất là mấy tấm ván này, nói thật sự nhé, để mà một người mà người ta sẵn sàng lao vào nhà mình thì mấy cái tấm ván này chỉ cần một tay thôi là có thể nhổ ra được rồi. Nên là có thể là cũng không sử dụng đến, nhưng có thể sẽ sử dụng đến, mình cứ sẵn sàng thôi, sẵn sàng trước thôi. Vì đến lúc mình không có sự chuẩn bị trước thì, hoặc là em xem ở trong làng đấy ai vừa làm nhà xong, xem nhà xuống nhà xem nhà anh Xá ấy. Đợt trước anh thấy là dùng cái ván làm cái dầm, khung dầm cái cột ấy. Đấy, thừa ván rất nhiều, em xem là anh Xá còn để lại không. Hình như là cái ván đấy là đợt trước, không biết là thợ chuẩn bị hay là Xá chuẩn bị, anh quên mất rồi, lâu quá rồi. Hỏi anh Xá xem còn không, còn thì bê về đây để xếp sẵn ở đây sẵn sàng luôn. Đấy, xem là còn cái gì nữa không. Lợn như nào rồi, hai con lợn ấy, lớn tí nào chưa? Xem nào, giờ này nấu cám ở ngoài cho nó ăn à? Hay là nấu ở đâu đấy? Không có chỗ nấu nên là cứ em cho ăn sống anh ạ. Cho ăn sống á? Vâng, bây giờ không có ấy. Hai ăn sống, ăn rau gì mà ăn sống được? Ăn rau lang anh ạ. Rau lang à? À, cái chỗ rau lang à, cũng lớn một tí rồi đấy. Mà vệ sinh cái chuồng sạch sẽ này. Vệ sinh cái chuồng sạch sẽ vào. Để này bẩn ô nhiễm quá. Anh thấy là nó gần cái chỗ ngủ của mấy mẹ con nên là như thế này nó hơi mất vệ sinh. Rửa sạch sẽ đi nó đỡ hôi. Hai con lợn của cô Lan ở Hà Nội hỗ trợ cho em Thím. Bây giờ thì cũng được khoảng 30 cân đấy nhỉ. Đấy, của mình cái chăm sóc khác ngay. Chăm sóc của người ta thì dĩ nhiên là cái tâm huyết của mình bỏ vào đấy nó không nhiều. Với lại là cũng rơi vào cái thời điểm mà đói đi các bác ạ. Mùa đói đi. Thời điểm bây giờ thì vừa thu ngô. Được cái thì ngô mà khi mình thu ấy, những cái bắp đẹp ấy thì mình có thể để lại ăn làm mèn mén. Còn những cái bắp nó hỏng một chút hay là nó bị thối chẳng hạn thì mình có thể sử dụng những cái bắp đó nghiền ra cho lợn. Đấy. Lợn cũng được mùa mà người cũng được mùa. Thời gian này thì lợn cũng được ăn ngon. Nói chung là ngon thì so với ở vùng cao thôi, so với gia đình, từng gia đình thôi, so với người khó khăn thôi. Còn để mà ngon so với lợn xuôi thì không có đâu các bác ạ. Lợn xuôi thì các bác nuôi toàn cám chất lượng, thậm chí là những cái chất cám đấy nó còn nhiều chất hơn cả thức ăn của người ở vùng cao ấy. Chẳng qua là mang tiếng là cho lợn thế thôi. Đấy, nói vậy thôi các bác hiểu là ở vùng cao nó khó khăn và vất vả như thế nào. Tạm thời thì chuẩn bị những cái thứ đó thôi. Còn ngoài ra nếu mà không biết cái gì thì cứ hỏi anh Xá, để anh Xá tư vấn cho, anh Xá hỗ trợ cho. Anh thì ở xa nên là có những cái gì mà khuất mắc hay liên quan đến tiền hay liên quan đến cái vấn đề nào mà cần phải hỏi ý kiến anh thì bảo anh Xá điện cho anh. Để anh chủ động anh chuẩn bị. Anh em mình cũng cùng nhau làm thôi, tại vì là công việc thì nó cũng không có nhiều. Nhà nào nó cũng diễn ra một cách bình thường như thế thôi. Như nhà em Xính, anh đang làm bây giờ thì nó cũng phát sinh khá là nhiều thứ. Như là vật liệu này. Tại vì nhà em Xính thì anh làm to cao quá. Cao quá thì ra là nó phát sinh thêm 400 viên gạch nữa. Anh tính là sau khi đi làm nhà xong. Tại nhà em Xính thì không có gì đâu. So với em thì em Xính nó còn vất vả hơn nhiều.
vì là em mới không có gì cả, trên tay không có một cái gì luôn. Làm nhà đến giờ thì cũng anh trích quỹ ra nuôi thợ được một bữa, cũng ăn đơn giản thôi. Cơ bản là thi thoảng nuôi thôi, mình cũng không thể nuôi suốt được. Thi thoảng thôi, gọi là lâu lâu bồi dưỡng cho anh em một tí cho đỡ vất vả. Thực ra làm thì anh em cũng cũng khó khăn. Có cái gì để chia sẻ với các bác không? Có gì, nhưng mà em cũng rất là vui mà khi mà bà Thanh đã gửi tiền để cho anh xây căn nhà cho mẹ con em thì em rất là vui, không có gì là em vui hơn từ cái lúc mà em cũng không có gì để vui bằng nhà bà đã gửi tiền để cho anh xây căn nhà cho mẹ con em thì em rất là vui thật. Em không nghe thì em không nói với nó như nào là hay vui như nào, nhưng mà em cảm thấy là rất là vui. Và em cảm thấy là con em cũng biết là mình sắp làm nhà rồi, con em ngày nào con em cũng nói là mẹ ơi mình sắp có nhà ở rồi, sắp có nhà mới như nhà nhà bác xa xá rồi. Con em cứ ngày nào con em cũng nói thì nó con em cũng bảo là mẹ ơi bác Tuyên lên, bác Tuyên bảo sắp làm nhà rồi, nhà ngày nào con cũng nói, nên là em cảm thấy rất là vui khi mà con em có một căn nhà mà con em đi ra ngoài con em cũng bảo là ơi mẹ mẹ con em cháu có nhà rồi bác ạ. Mẹ con em đi ra ngoài, con em đi ra hàng xóm, con em nói như thế với người ta thì em cảm thấy rất là vui mà không có gì là em vui bằng khi mà em có một căn nhà như thế. Tại từ trước giờ thì em không dám mơ là em không có một căn nhà như thế. Từ cái lúc mà anh lên ấy thì anh thông báo là sắp có nhà rồi, con em anh nói thế để con em nghe được, thì con em ra ngoài con em nói là mẹ ơi mình sắp có nhà ở rồi, mẹ con sắp có nhà đẹp như nhà bác xá ở rồi, con em rất là khoe khoang ra ngoài khoe khoang nên em cũng thấy rất là vui. Em không có gì để vui hơn cái này vui như cái này cả, nên là em không biết là rất vui như nào, nhưng mà cũng rất là trong người con người em cũng rất là vui và rất là hạnh phúc. Tuy là chồng em không về nhưng mà em cảm thấy là có một căn nhà như thế con em khỏe mạnh như thế, con em vui, con em hạnh phúc, sống hạnh phúc như thế là em cảm thấy là vui, rất là vui, vui lắm rồi. Em không biết là sẽ chia sẻ như thế nào với các tất cả các bác và các mạnh thường quân, nhưng mà em cảm thấy là rất là vui thật, và em cũng cảm ơn bà Thanh rất là nhiều. Đấy, trong thời gian tới thì có lẽ là sẽ còn rất là nhiều khó khăn. Vui thì thường thường là sẽ xúc động. Tuy nhiên thì anh cũng khuyên các em như thế này. Thứ nhất là các bác giúp đỡ để làm nhà thì trong thời gian này thì cố gắng tận dụng những gì có thể, mình làm tốt nhất trong khả năng của mình thôi. Còn anh thì anh là người hỗ trợ, anh sẽ hỗ trợ cho các em tốt nhất để làm sao mình làm trong thời gian nhanh nhất thôi. Ít nhất là trong cái không gian của em sống thì nó vẫn vẫn gọi là tạm ổn hơn so với các gia đình khác. Như là anh chia sẻ chỗ em sinh khỏe, so sánh một chút thôi các bác ạ. So sánh một chút, tại vì là cuộc sống thì nó cũng sẽ có muôn màu muôn vẻ, mỗi nhà mỗi kiểu. Tuy nhiên thì so với nhà em thím là cái mái che nó cũng sẽ đỡ hơn. Nhưng mà với cái không gian sống như thế này và là bản thân em là phụ nữ thì có lẽ là khi mà được thông tin đến để thay đổi cái không gian sống từ một cái căn nhà xộc xệch như thế này chuyển đổi thành một cái nhà xây kiên cố và tiện nghi, phòng ngủ tất cả mọi thứ đều riêng biệt, thậm chí là nó như một cái món quà động viên cực kỳ lớn gửi đến gia đình. Có lẽ đây là một cái cuộc sống sẽ thay đổi toàn bộ cái diện mạo cũng như là cái cuộc sống của bốn mẹ con em thím. Cái căn nhà này trong thời gian tới thì nó cũng chỉ là kỷ niệm thôi, nó không còn là nhà, không còn là cái chỗ mà bốn mẹ con khó khăn rúc ra rúc vào để mà che nắng che mưa nữa, không còn phải thức đêm để lấy cái chậu đi hứng từng giọt nước bị dột ở trong nhà nữa, và cũng không còn phải lo là khi ngủ trong nhà chuột rồi là rắn rết nó bò lên nhà đó. Những cái nỗi lo nguy hiểm khác cũng không còn rình rập đến chú bốn mẹ con em nữa. Có lẽ đây là một cái niềm hạnh phúc rất là lớn. Tuyên cũng rất là cảm ơn cô Thanh, một trong những mạnh thường quân, nhà hảo tâm đã nhìn thấy những cái sự khó khăn đó để góp phần giúp đỡ cho gia đình bốn mẹ con em thím. Cháu Tuyên thì cũng không biết nói gì hơn. Cảm ơn bà Thanh rất nhiều và chúc bà và tất cả mọi người luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Và trong thời gian đang chuẩn bị tiến hành thì để hỏi ý kiến của khán giả và đặc biệt là cô Thanh thôi,
xem là có còn muốn thay đổi kết cấu hay là muốn bổ sung các cái nội dung nào trong căn nhà hay không. Tuyên thì cháu Tuyên thì làm bất cứ cái nhà nào cũng vậy, cháu luôn hỏi ý kiến của tất cả mọi người và các nhà hảo tâm và những người có kinh nghiệm để biết được rằng là thay đổi làm sao cho nó phù hợp và thay đổi làm sao cho nó mới mẻ và nó tiện nghi nhất có thể thôi. Vì căn nhà thì có thể mình xây như thế nào cũng được, nhưng mà ngăn làm sao để cho nó tiện nghi ở trong nhà thì nó bắt đầu xuất phát từ cái nền móng trở lên các bác ạ. Vì là cái nền móng nó sẽ quyết định được cái căn nhà của mình. Cho các bác biết một chút, tại vì là đợt trước cô Thanh có nói là sẽ làm cái nhà vệ sinh ở bên ngoài. Tuy nhiên là sau khi mà ghi hình khá là nhiều thì cô bác anh chị vẫn nên khuyên là làm nhà vệ sinh ở trong nhà. Do vậy là vẫn phải chờ ý kiến của cô Thanh, bởi vì cô đã nói như vậy rồi, anh nghĩ là sẽ không thay đổi được. Bởi vì đấy là yêu cầu nhỏ nhỏ của cô, nhưng mà các cái khán giả góp ý rất là nhiều vào nên làm ở trong nhà. Thì Tuyên cũng có một ý như thế này, để xem là cô Thanh và quý khán giả nghe xem như thế nào nhé. Ý cô Thanh thì muốn làm cái nhà vệ sinh tách rời ra khỏi căn nhà, và cái chỗ làm nhà vệ sinh thì Tuyên cũng đã thông tin đến các bác rồi, là sẽ làm ở trước cửa nhà, tụt hẳn xuống bên dưới. Cái mái thậm chí nó chỉ bằng cái sân thôi, mình sẽ không phải nhìn thấy cái nhà vệ sinh. Còn ở trong nhà này là chỉ có phòng tắm thôi. Tuy nhiên là Tuyên đang có ý định là sẽ lắp thêm một cái bồn cầu ở trong nhà dẫn xuống nhà vệ sinh. Như vậy thì sẽ là có hai chỗ để sinh hoạt nhà vệ sinh rồi. Đó, nó vừa tiện nghi và vừa đúng với yêu cầu của khán giả đang theo dõi phim của Tuyên. Có lẽ là anh em mình cũng ghi hình đến đây thôi. Đang đào móng xong rồi thì có lẽ là chờ để vật liệu lên. Trong thời gian chờ thì vẫn đang muốn nghe ý kiến của các nhà hảo tâm đang quan tâm đến bốn mẹ con em thím, để xem là thay đổi làm sao cho nó hợp lý và công năng sử dụng ở trong nhà làm sao mình tận dụng được hết. Các bác góp ý thì gọi điện trực tiếp cho Tuyên, hoặc là các bác bình luận qua kênh cũng được. Tuyên cũng sẽ theo dõi và giả soát lại tất cả những cái bình luận của các bác để sàng lọc và sử dụng làm sao áp dụng vào thực tế trong cuộc sống của bốn mẹ con em thím. Đấy, như các bác thấy đấy, bây giờ lại mưa rồi. Bà con lại vừa mới phơi xong còn chưa kịp, gọi là vừa mới đổ ra, chưa kịp gạt ra để phơi đã lại mưa rồi. Xem quần áo ở kia thu vào đi. Đấy, cứ nhoảng cái lại mưa, nhoảng cái lại mưa các bác ạ. Mưa liên tục như thế này thì không thể nào mà tiến hành làm được. Rất khó có thể làm. Nên là mong tất cả mọi người và quý khán giả đang xem thì thấy cái hành trình của Tuyên nó bị chậm trễ và bị gián đoạn như vậy thì các bác hết sức thông cảm cho kênh nhé. Cháu Tuyên cũng đang cố gắng hết mình rồi. Đấy các bác ạ, những cái sợi lanh này là hôm nọ em thím tước từ cái cây mà đợt trước em có trồng được ấy. Thì bây giờ đan xong rồi thì sẽ là nhờ bà con về để quấn lại thành cục như thế này. Đây là giai đoạn thứ mấy trong các giai đoạn để làm thành một tấm vải? Giai đoạn thứ 3 anh ạ. Giai đoạn thứ 3. Còn những cái giai đoạn nào nữa? Còn làm xong cái này mang đi giặt, đi nấu trong chảo như là mang nấu. Vâng, giặt là phải giặt đến chỗ màu biến đổi màu trắng. À, giặt thành màu trắng luôn. Vâng. Wow. Màu trắng ra là lấy phơi khô rồi lại mình phải lấy từng sợi, kiểu như là lấy từng sợi ra. Ừ. Xong đó là bắt đầu phơi khô hết rồi, nấu lên rồi, lại giặt một lần nữa. Vâng. Sau đó mới cho vào máy đan để thành tấm vải đúng không? Đúng. Cũng khá là vất vả đấy, kỳ công đấy, tốn kém đấy. Kỳ công và tốn kém lắm các bác ạ. Làm một cái làm thành một cái tấm vải thì nó mất rất là nhiều thời gian. Này là em nhờ về quấn à? Em không biết làm à? Em cũng không biết làm nữa, nên là em phải nhờ cô lên, cô lên. Vâng. Ừ.
Sao ấy, được rồi à? Gãy gãy rồi anh ạ. Gãy cây á? Vâng. Ôi dồi ôi. Ở đây là cái gì đó là bolo. Xin nhá. Ở chỉ cho bác nào, ôi giờ tôi có cái tên được tiền nào rồi à? Cái nhà khác sao ha? Cái em cứ tỏ vậy thì có điện là không có nhớ. Nó ăn cái nhà đi nó ở đây. Nhớ lo thì nó cứ lo đến nó xả vào cái tiền đâu lại. Nhớ. Máy này là của em hay là của ai? Của Trung anh ạ. Của Trung á? Vâng. Của Trung của mấy bà trong làng này luôn. Vâng. À. Cũng không có tiền, không có điều kiện nên là cho mọi người chung nhau. Chung nhau. Cái này là mua hay là mình tự làm? Mua anh ạ. Mua. Trước là mua vâng ạ. À, hay nhỉ. Khi có Trung? Chị cơ. Đấy các bác ạ, máy này là phải mua đấy nhá. Nhìn thế này rất là thô sơ thôi nhưng mà người dân người ta không có làm được bởi vì tỷ lệ mình làm nó không chuẩn. Nó không chuẩn thì rất là khó có thể làm ra một thành một cái máy như thế này. Nó rất đơn giản thôi. Nó chỉ có một cái vòng quay và một cái khung như thế này để đỡ thôi. Tuy nhiên thì tất cả mọi thứ đều phải ăn khớp vào với nhau và nó phải ít nhất là phải chuẩn xác đến 80-85%. Sau đó mình quay thì nó mới kéo được. Mình ghi hình một lúc thôi, trời lại mưa đây này. Ướt hết cả cái phần sân này rồi. Đấy, vừa mới nói chuyện xong thôi, trời lại mưa. Cứ mưa dai dẳng như thế này thì không có thể nào mà nhập vật liệu vào được. Đấy, các bác cũng đã thấy đấy, cái nền móng bây giờ nó cũng ngấm đủ nước rồi, ăn no nước rồi đấy. Mưa như thế này thì không vật liệu nào có thể vào được. Xe máy đi vào còn khó đấy. Anh di chuyển còn mệt đấy. Nói gì ô tô. Thôi tạm thời là cứ dừng đã, chuẩn bị những cái gì có thể trong cái tầm tay của mình thôi. Để tới này là vật liệu về là mình cứ tiến hành làm thì một lèo luôn nó nhanh thôi. Làm thì nhanh thôi, cơ bản là mình phải chuẩn bị đầy đủ hết. Đỡ phải bỡ ngỡ và giật mình khi mà cần cái này nhá, cần cái kia nữa thì bắt đầu mới chạy đôn chạy đáo đi mượn đi xin thì nó khó nhá. Tạm thời là như thế thôi. Cảm ơn tất cả các bác rất nhiều đã luôn luôn đồng hành cùng với anh em và chia sẻ những cái niềm vui nỗi buồn cùng với gia đình. Cảm ơn tất cả các nhà hảo tâm và các quý khán giả đã đồng hành cùng với cháu Tuyên để hỗ trợ cho các hoàn cảnh, đặc biệt là gia đình bốn mẹ con em Thím. Một lần nữa thì Tuyên cũng xin cảm ơn cô Thanh đã hỗ trợ chính cho căn nhà của em Thím rất nhiều. Cảm ơn cô và chúc cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.